Theo tin của truyền thông Việt Nam, ngay trong ngày đầu năm 2018, chỉ riêng bệnh viện chợ rẫy đã phải cấp cứu gần 100 người bị tai nạn giao thông. Theo Bộ Công an, trong 3 ngày nghỉ Tết dương lịch, Việt Nam xảy ra 124 vụ tai nạn giao thông, 67 người chết, 74 người bị thương, tăng 31 vụ so với năm trước. Theo thống kê của Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, chỉ riêng bệnh viện này cấp cứu gần 100 người bị tai nạn giao thông. Trong số ca nhập viện cấp cứu, thì tai nạn giao thông chiếm số lượng cao nhất với 246 ca, trong đó có 132 ca bị chấn thương sọ não. Ngoài ra thì có 44 người gặp tai nạn sinh hoạt, 18 người nhập viện do đâm chém nhau, 11 người ngộ độc do thuốc và các loại côn trùng khác. Theo chấn văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia là ông Nguyễn Trọng Thái cho biết, trong phúc trình về tình hình tai nạn giao thông năm 2017, Việt Nam xảy ra hơn 20.000 vụ tai nạn giao thông, hơn 8.000 người chết, hơn 17.000 người bị thương, gây tổn thức hàng trăm tỷ đồng tài sản.